hai các bạn chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. thì hôm nay để mà mở đầu câu chuyện thì Tân sẽ trả lời một câu hỏi và uh, Tân sẽ bia sản phẩm của mình. câu chuyện này nó có liên quan đến sản phẩm nhang à nhưng mà nó lại liên quan đến những cái phong tục uh, về tang lễ nhưng mà lại gây ra những cái chuyện trùng tang, ha thì tân muốn dẫn chuyện xuyên suốt à, từ đầu tiên là từ một câu hỏi à, có một bạn hỏi tân á, là em cảm thấy anh là một người sưng si không phải là một cái người mà à, tu thật thì tân đã trả lời rất là nhiều lần à, tân đang kinh doanh buôn bán đâm ra là tân có sưng si đó là điều bắt buộc bởi vì mình kinh doanh buôn bán á, khi mà mình đi khắp nơi mình làm ăn không phải ở việt nam không khi mình đi qua nước ngoài gặp khách hàng bên đó đặc biệt là những khách hàng mà người ta à, có địa vị một chút xíu hoặc là người ta chưa có tiếp xúc à, sâu với người việt nam mình người ta chỉ nghe qua một chút xíu về ai đó biết về người việt nam thì người ta có cái sự gọi là à, không tôn trọng thì khi mà mình làm ăn mình phải chút xíu sừng si để mà mình đáp trả đáp trả đen phải là mình đục trong mặt của người ta nhưng mà mình phải có cái sự đáp trả lại bằng lời nói, bằng nhiều thứ để người ta biết rằng người Việt mình là những người biết làm ăn và là những người biết tôn trọng luật lệ trong làm ăn. Chứ không phải mình là những người đi qua đó để cầu cạnh người ta. ha Thì sự sân si bắt buộc nó phải có. Đó là sự đáp trả qua lại trong việc kinh doanh như trong đời sống. À, thì khi từng qua đó thì từng cũng có nhiều khách hàng người ta mua nhang của mình à, sẵn ai chưa biết à, tân làm gì thì bạn có thể vào trong fanpage tân lê gift để mà bạn mua nhang nhang trầm thì nhang của tân á, à, nói về cái nồng độ à, mùi hương thì cái nhang đen là có cái mùi nồng nhất thì cái mùi nồng này á, so với lại người ấn độ ở tại malai hoặc là người thái lan thì cái mức độ nồng của nó chỉ bằng một phần ngàn cái nhang của người Ấn ở bên đó thôi. Nếu bạn mua một cái hộp nhang à, ở bên uh, Malaysia, người Ấn Độ đó. Cái độ nồng của nó là giống như bạn cầm cái cục xà bông mà bạn đốt vậy đó. Có rất nhiều người khi hửi xong một phát là người ta coi giật luôn. Bởi vì nó quá nồng. À cho nên là cái sản phẩm của mình được người ta đón nhận nhiều ha. À, thì trong số những người đón nhận đó à, có nhiều tầng lớp khác nhau nhưng có một cái bộ phận đó là làm việc liên quan đến nhà tang lễ họ là những đại lý à, họ thực hiện những cái dịch vụ liên quan đến đám tang thì họ sẽ đứng ra họ lo hết tất cả mọi thứ từ makeup cho người mất à, hôm rồi thị pháp nhang đèn họ lo hết à, nhưng mà do những cái quốc gia đó họ có nhiều cái dân tộc khác nhau họ sinh sống cho nên là cái phong tục tập quán nó cũng khác nhau à thì có những gia đình người ta thích cái mùi nồng mà nồng giống như cục xà bông đốt lên vậy đó à, nhưng mà có những người người ta thích những cái mùi nó dịu và có những gia đình họ chỉ thích dịu thiệt dịu thì đó là phân khúc của bên tân cung cấp cho họ được À, thứ nhất thứ hai các thầy ở bên à, Malaysia những người mà trong cái đại lý lo về tang lễ đó thì những cái dòng của bên mình, mình đó, có tính chất trừ tà rất cao bị gì trong nhà tang lễ hay là trong bệnh viện trong nhà xác thì đó là những nơi mà có thực thực thể tâm linh à, nó tồn tại đâm ra là người ta sử dụng cái nhan trầm của mình để mà người ta xong ha thì cái câu chuyện này là một cái câu chuyện cũng khá đặc biệt do mình qua đó mình ăn uống những khách hàng của mình mình nghe người ta kể lại và họ đều là chủ chạy hòm Mình nói vậy cho các bạn dễ hiểu họ là những chủ chạy hòm nhưng à, bên đó ta gọi là đại lý về tang lễ có nghĩa là họ lo từ a đến z à, họ lo tất cả mọi thứ luôn à, chứ không phải là chỉ là bán hòm thôi ha thì cái câu chuyện này là một cái đôi nam nữ Họ sống ở cái vùng gian của Malay Thì không hiểu lý do là bị cái chuyện gì Nhưng mà anh em trong gia đình của cái cô gái là Chứ không phải cái người nam Tuy câu chuyện là liên quan một đôi nam nữ Nhưng mà cái cô, cô gái là cái nguyên nhân gây ra cái sự việc này Thì gia đình của cô này không hiểu sao trong 10 năm đổi lại Có rất nhiều người trẻ trong gia đình mất dưới 30 thì cô này của sợ à, của cảm thấy rằng là khả năng mình sẽ là người kế tiếp thì cổ mới tâm sự với những người trong nhà là tại sao gia đình mình bị vậy có nên kêu thầy về để coi có bị gì hay không thì trong cái cuộc nói chuyện gia đình sau đó không biết thì gia đình mới nói rằng là à, chắc do hết Phước à, chứ ngày xưa lúc còn ở bên Trung Quốc á, à, ông cố của của con á, là sống đến 103 tuổi Chứ đừng có cái chuyện mà hai mươi mấy mà gần chưa tới ba mươi đã mất như những người trong nhà mình. à Thì lúc đó là cô này mới hỏi là Ủa sao có thể sống đến 103 tuổi? Sao sống mà thọ quá vậy? gia đình mới nói là không hiểu sao mà ông mày ngày xưa đó, ông cố ngày xưa đó là 70 tuổi đi ra mua cái hòm. Thì đó là một trong những cái à, mẹo để giúp cho người ta trường thọ. À, ra mua cái hòm đăng ký để tên mình là tự nhiên sống đến 103 tuổi thì cô mới, cô lại mới hỏi là sao vậy sao nào giờ gia đình mình không làm vậy thì người trong gia đình mới nói là trời ơi ngày xưa ta mới làm chứ còn bây giờ bỏ lâu rồi tục lệ bỏ lâu rồi lý do là không lẽ bây giờ cứ một người mà vừa qua 60 vừa qua 70 là cứ đi đặt hòm nhưng mà đến 103 tuổi thậm chí là có thể lâu hơn mới mất thì chạy hòm mới để cái hòm nó cứ vậy hoài à chỗ sao Thấy không cho nên là có thể là người ta không làm nữa thì cô này cũng nghe vậy. Cũng mới tin rằng là đó là cái phong tục của gia đình mình. Cũng mới đi gặp người bạn trai cũng mới nói rằng là anh biết sao gia đình em mất nhiều không? Tại vì ông bà em ngày xưa đó sống thọ là qua 70 là họ có đi mua cái hòm để làm một cái lễ trường thọ. Và họ sống đến 103 tuổi lận mà con cháu đời sau không ai làm theo. Đâm ra cái phước đó không còn. Thôi thì em với anh đi vô trong cái thành phố, mình tìm cái đại lý à, tang lễ đó, mình đặt hòm cho mình. <laughs> bạn nghe đến đây thì bạn thấy nó kỳ lớn cứng không? Nhưng mà thật ra có những người cái tư duy của người ta ta tin cái điều đó nó sẽ trở thành sự thật là người ta sống trường thọ. Thì đôi nam nữ này mới đi vô gặp khách hàng của Tân. Thì cái bữa hôm Tân ngồi mà nói chuyện chung á, thì Tân nói chuyện rất nhiều chủ đại lý về tang lễ. Thì mình cung cấp chung mà. Thì ở đó hầu như ai cũng biết câu chuyện này luôn và ai cũng tham gia câu chuyện này hết đâm ra là tân mới có từng kể cho các bạn á thì cái ông đầu tiên ông chạy hòm đầu tiên à, thì hai người này mới tới đó để mà hỏi mua hòm thì ông này mới nói là trời ơi hai đứa tụi bay còn trẻ quá tự nhiên đi vô đây mua hòm mà trường thọ gì ở đây cái điều này là điều không may mắn hai đứa không có nên đùa giỡn với lại tâm linh hoặc là những thứ liên quan đến tang lễ thì hai người này mới nói kể cái câu chuyện ông của hai người này ngày xưa qua 70 đó Là đi vô đó để mà mua hòm rồi sống đến 103 tuổi Thì cái người chủ chạy hòm đầu tiên mới nói một cái câu lặng như vậy à, Tại vì hai đứa không biết Ông bà ngày xưa họ làm vậy là đúng Bây giờ chạy hòm nó có cái chữ thọ à Thí dụ như là hưng thọ đường Có nghĩa là ông hưng ông muốn bán sự trường thọ đó cho người ta à thì cái người đó phải qua 70 hoặc là vừa 70 tuổi. Đối với người Việt Nam mình là 60, có nghĩa là đủ 10 thiên can, 12 địa chi. À là họ đang được thọ, thì họ vô họ mua để mong cái sự trường thọ lúc đó họ mới mua được. Còn mình đang hai mươi mấy, mình trước 60 thì mình tuyệt đối không đi mua hòm. Vì đó là điều không may mắn. Đây không phải là bù phép, đây không phải là cái chuyện mà mà dẫn chơi. À, đây là cái tục lệ ngày xưa là như vậy thì ông này ông ấy không bán công chủ trời hòm đậu không bán ông nói thôi hai đứa bay đừng có có giỡn như vậy giỡn vậy nó không may mắn trời ơi ba cái này nó rất là là linh thưa chứ không phải là giỡn chơi đâu với lại thường những cái nơi nhà tang lễ những cái nơi gì nó thường có những thực thể tâm linh nói thẳng là ma đó thì thôi hai đứa đừng nói bậy người ta theo thì hai cái cặp này người ta mới không đồng ý à tuổi trẻ mà nóng tánh kiểu như là chảnh không chịu bán này kia cái thì người ta không có làm cái chuyện mà hại cho khách hàng người ta không bán thì cái cặp này mới cãi nhau ở cái nhà tăng lễ thứ nhất tôi rồi mới đi qua cái dịch vụ thứ hai thì thật ra những người này biết nhau những người chủ cả này biết nhau hết đi qua người thứ hai thì lúc đó có một sự việc nó xảy ra là người ta đang làm cái lễ trừ tà ở bên trong một cái hòm đang treo, chúng phải đặt lên cái ghế ngựa nha, đang treo và thầy pháp đang làm lễ trừ tà bởi cái xác nằm ở trong đó là bị ma nhập và ma nó nhập rồi nó khiển cái xác đó tự sát, cho nên là người ta đang làm lễ để người ta chụp cái dòng ác nó ra ngoài, cái xác nó phải sạch thì người ta mới hướng cái linh hồn mà bị chiếm đó về nhìn thấy xác để rồi đi đầu thai còn riêng cái dông ác ta phải bắt cho bằng được để người ta chứng yểm thì trong cái quá trình ta đang làm đã yên rồi đã im rồi có nghĩa là ta chứng yểm được cái dông ác đang ngồi đó để nghe kinh kệ rồi người ta để cái hòm ở đó để cho nó yên tĩnh đó, ta treo ngoài đó thì cái cặp này mới vô mua hòm hàng ngày đó nó gây tai họa dữ lắm thì cái người chủ chạy hòm thứ hai đi ra cũng nói y chang vậy thì hai cái người này nóng tánh à, nóng tánh sưng si lên nóng tánh mới quay qua mới nói rằng là à, tôi bỏ tiền tôi mua mà tại sao lại có thái độ gì đó thì cái người chủ trại hòm thứ hai đó người ta mới biết là người ta đang chụp dông là tuyệt đối không cãi nhau bởi vì cái dông hồn nó nghe sưng si nó sẽ đi theo thì cái người chủ trại hòm thứ hai mới nói một câu rằng là thôi à, cái chuyện bán không bán hiện tại bây giờ mình không có vô lựa được đâu bởi đây người ta đang làm lễ thì thôi về đi à, hai bạn đi về trước đi ha tôi cho hai bạn số điện thoại hai bạn về rồi hai bạn suy nghĩ rồi thì hai bạn cho tôi một cái cuộc hẹn mình ra mình ngồi mình nói chuyện nếu như ok thì tôi sẽ giúp cho hai bạn à, để xem cái phong thủy trong nhà của hai bạn và cũng coi như là mồ mã trong nhà có sai phong thủy hay không mà những người trẻ trong nhà mất đi Chứ còn bây giờ hiện tại là cái hòm đang treo ở đó đó Thì kế bên có một cái dông rất là ác Người ta nhập vô cái cái, cái người đó Người ta tự sát Bây giờ người ta đang làm lễ đi chứng yểm à, Thanh tẩy Thì các vị cãi nhau thì nó không có may mắn Thì cái cặp này lại không tin Ừ à, Bạn thấy không cái, 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 người nó báo nó, nó vậy đó Nó báo đời báo hại nó không tin Nó đi tin vô cái chuyện mua hòm để trường thọ Mà nó lại không tin trên đời có dông Ai đi lừa nó làm cái gì nó khờ đến mức vậy. Tại vì người ta bán được một cái dịch vụ như vậy rất nhiều tiền. Thì dạy gì hai người ta không bán nhưng mà rõ ràng người ta có tâm, người ta đâu có bán hôm cho người chưa chết. Nó cãi nhau. Nó cãi lớn, nó la, nó hét cái cái, cái cái cô cái cô gái đó la hét. Thì cái hòm nó di chuyển. Cái hòm bắt đầu nó di chuyển. Ta nói lạnh người hết. Thầy pháp lập tức đứng lên chứng yểm liền các đệ tử tay ra đốt ghế tiền vàng mã riêng cái ông chủ chạy hòm nó kiểu đi liền đi ở đây là chết đi liền đi cái dông nó rất là dữ thì hai người này nó mới sợ mới thấy những người xung quanh người ta rối rắm rối rắm là mới sợ mới bỏ đi nhưng mà khi bỏ đi thì muộn rồi cái ông chủ chạy hòm thứ hai thì bắt đầu lo lắng bởi vì thấy cái dông mà ác á, nó mất tiêu lại đi theo hai người này thì bây giờ đâu biết hai người này ở đâu đâu mà tìm cho số điện thoại thì người ta không lấy giờ chỉ mong hai người này dòng lại để mua hòm để mà bắt hai người này chứng yểm thôi nhưng mà rất tiếc là không dòng lại thì cặp đôi này sau 10 ngày đó là cái nắm tay nhau nhảy lầu à bạn biết ma quỷ nó khiến rồi đó. nắm tay nhau nhảy lầu khi nhảy lầu gia đình mới chia ra là đưa vô nhà tang lễ thì mới sử dụng dịch vụ tang lễ của cái thứ ba. Là hai cái người bà người đầu tiên, hai cái nhà tang lễ đầu tiên họ không có sử dụng dịch vụ, họ lại nhờ bên thứ ba. Thì bên thứ ba khi bước vô đó thì lúc mà họ con cái người mà make up cho xác chết á à thì họ bị nhầm lẫn, bởi vì có cái nam có nữ thì đúng ra nam sẽ make up cho nam nữ makeup cho nữ bởi vì, vì nó có những cái tế nhị về mặt thân thể và hai người này nát bét hết à thì cái người mà makeup cho cái cô gái đó đó thì lại là một người nam cho nên khi ổng bước vô makeup thì ổng nóng ổng nói tại sao lại 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 chơi ổng cái người này là con gái mà tại sao kêu ổng vô makeup à, đây là cái chuyện mà rất là là tế nhị ổng chỉ có sắp lại cái phần mặt thôi ổng không thể nào coi các phần dưới được à mới sắp gương mặt lại trong lúc sắp ông nóng giận ông nóng giận ông vừa sắp mà ông vừa tức ông nóng giận thì cái người chủ tang lễ thứ ba đó cái bên thứ ba nữa cũng quen với hai ông trước luôn tại họ biết nhau mà cái bữa gặp đó là ba bên đang, ba ông đó ngồi đó luôn thì ông nói thôi anh ráng anh 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 làm cho cô bé này hoặc là anh kêu một cái người uh, makeup là phụ nữ lên giúp anh đi chứ người này mất nó là rất kỳ lạ à tôi nghĩ là bị dông đó bị dông khiến đâm ra đừng có nóng giận nóng giận là có chuyện thì bạn biết đó là cái người cúp này lúc nó không bình tĩnh nữa dông nó khiến mà bạn không bình tĩnh nữa cứ ngồi chửi hoài mà quan khách đó, thầy cúng đã chuẩn bị xong hết rồi thì hôm nay cứ làm cho nhanh 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 đó thì cái người bên thứ ba đó cái người chủ tăng lễ thứ ba mới nói một câu rằng là nếu mà anh nóng tính quá anh ra ngoài làm điếu thuốc đi Cho nó bình tĩnh lại Thời gian vẫn còn Chứ anh làm cho người chết mà anh làm vậy Mà cái người này tôi nói rồi Không bao giờ tự nhiên một cặp đôi đang bình thường Mà họ nhảy lầu hết Tôi chưa xác định được là có dông nhập hay không Mà anh vô anh mới up anh nóng tính Thì thôi thà anh kêu một cái bà nào đó qua giúp anh đi Thì bạn biết sao ông không kêu không Là tại vì á không phải là ở xa là trong cái khu đó là có những cái người makeup là nữ nhưng mà nếu kêu qua như vậy đó kêu gấp đó, thì người ta sẽ lấy cái phần công của ông này mà ông đã bỏ cái công đánh phấn công này kia may giá lại rồi mà bây giờ ông còn mất cái khoản tiền đó nữa, nữa thì ông không chịu ông mới đi ra ông làm điếu thuốc ông suy nghĩ thì khi ông ra làm điếu thuốc thì ông thấy cô này hiển linh cô này của hiển linh cũng mới dỗ dai cô nói là thôi tôi chết oan lắm Ông cố gắng ông giúp tôi đẹp để tôi đi xuống củ tuyền Ông đừng có như vậy nữa Tại vì cái hồn mà khiến cho tôi với bạn trai tôi mất cũng đang ở đây Cái là cổ đã biết cái 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 sai rồi đó Cô chỉ mong ông này làm đẹp để cổ đi đầu thai thôi Chứ cô không dám nhìn cái hồn mà khiến cho hai người mất Cái dòng quỷ mà nó nhập đó Thì cái ông mấy cúp này đó Ông nhìn thấy ma nhiều rồi Thay vì mình mình sợ mình vô Ông nhìn thấy ma nhiều rồi Thì khi cổ hiển linh thấy đẹp Tại người chết thì nát hết thì không thấy đẹp Nhưng mà khi cổ hiển linh lên Thì thấy cô này cô đẹp Thì cái người mấy cúp này mới đi vô Dở cái, cái khăn lên để coi hết cơ thể cô này Thì cái người đó Tự động đi lên nhà tang lễ nhảy xuống chết ngay tại đó Chính vì ổng chết ngay tại đó Cho nên là các thầy Pháp Các Pháp sư cũng như ba cái ông mà làm nhà tang lễ này nè Nhìn thấy chính nhìn nhìn thấy mà cả ba phối hợp luôn ba nhà tang lễ cùng phối hợp gom hết các thầy bên đạo giáo lại làm cái bàn cúng một là bắt dông cô này bắt luôn dông bồ cô này bắt luôn cái dông quỷ mà khiến cho hai người này mất đó là một cái trận pháp lớn nhất từ xưa đến giờ để mà họ bắt cho bằng được ba cái dông này họ chứng nghiệm tại cô này thì khiến cho cái ông mấy cướp mất rồi còn cái dông quỷ kia đang ngồi nó nhìn đối tượng mới còn cái người nam thì tuy chưa có biểu hiện gì Nhưng mà khi mà cái người nữ đã thành quỷ Người nam sẽ thành quỷ ngay Thì họ yêu nhau Thì họ mới làm một cái lễ cúng rất là lớn để họ bắt Mà bạn biết ngày đó mà thầy Pháp đang tụng niệm cúng cơm Họ tán loạn hết Mua giấy tiền vàng mã Sắp xếp lại hết tất cả mọi thứ bàn cúng để bắt dông Đúng ra là họ đang làm cái lễ cúng cơm Để tiễn mấy người này Yên mình đi về dưới địa phủ thì bây giờ làm cái lễ bắt ba con quỷ và họ làm hết ba tiếng đồng hồ thì họ mới chứng nghiệm được và có con quỷ thứ tư đó là cái ông makeup à làm một cái lễ bắt hết họ đem về họ chứng nghiệm và họ bỏ vào trong một cái hòm nhỏ họ chôn ở ngoài cái ngoại ô của cái thủ đô của Malaysia và họ nói rằng là những người đi ngang đó đều nghe bốn dòng hồn nó khóc hết à thì trong cái xã hội của mình đó có những ngành nghề người ta tuyệt đối cấm kỵ à tại nó liên quan tâm linh đó là ngành tang lễ mình không có dẫn chơi được mình không đi tới một cái 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 buổi tang lễ để mình giỡn được đối với những cái người mà họ làm tang lễ các bạn cái việc mà có người mất đó, là cái việc mà họ không nên mừng đó là điều mà họ nói với Tân nha. Khi mà nghe có người mất, mình phải đồng cảm gia đình của người mất. Mình phải cảm thấy cái đau xót chung gia đình của người mất. Chứ không phải vì mình có tiền mà mình mừng. Và cái số tiền đó, mình phải đi làm thiện nguyện. Làm tự nguyện, tầm làm, làm thiện nguyện từ từ thiện đó. Để mà mình bù lại những cái chuyện xui xẻo đến với mình. Và họ có tiền, họ rất là khá bạn. Họ giàu lắm chứ không có nghèo đâu. Nhưng mà họ không có thể nào tùy tiện đi đến nhà của người khác hay là mùa xuân hay là tết nhất hay là sinh nhật hay bất cứ gì họ rất là gọi là ái ngại khi đến nhà của người ta bị gì đó là chuyện xui xẻo họ làm việc với những cái linh hồn những cái xác chết thường xuyên à nhưng mà bù lại về mặt kinh tế thì họ rất là phát triển bị những người này có tâm bạn nghe bạn thấy đó họ là ba bốn chủ khác nhau nhưng họ đều có tâm như nhau họ không có vì đồng tiền mà họ bán tầm bậy tầm bạ Thậm chí là khi họ thấy cái đôi nam nữ này nóng tính, họ vẫn chứng an. Họ kêu thôi về đi. Họ qua họ coi phong thủy phi cho. Miễn phí cho. Nhưng mà hiện tại ở đây rất nguy hiểm. Nhưng mà do cô này cố nghe. Nó mới dẫn đến cái chuyện như vậy. Thật ra bạn biết, có những ngành nghề họ gia chạm tâm linh một cách thường xuyên. Họ thấy nhiều điều bất thường cũng như là những người đó họ nói với Tân nếu như mà đi chung với họ. Mà đi đông người thì không nói mà đi một hai người thí dụ tân đi thì tân cũng có đi riêng tại vì mỗi người, người ta có cái giá điêu riêng với mình là mình cung cấp cho người ta sĩ người ta điêu riêng với mình hoặc là người ta nói với mình là ngày đó người ta chứng yểm một cái dông rất là nặng người ta cần mình cung cấp những cái loại mà cái dương khí nó mạnh nó trừ tà mạnh để cho người ta chứng yểm thì tân sẽ làm riêng à mình sẽ làm mình sẽ làm riêng cung cấp cái loại riêng để mà cho các thầy bên mình người ta gia hộ trước qua đó để người ta chứng nghiệm Thì khi đi đôi với nhau vậy đó Họ nói Tân thì đi đôi vậy Mà lỡ như đi vô nhà tăng lễ Hãy đi những nơi mồ mã Mà cậu thấy tôi Không hỏi cậu gì hết Mà cậu nghe ai đó xin cơm nha nghe? nghe ai đó xin cơm Hoặc ai đó mong cậu dẫn đường đi đâu Thì cậu cứ làm như cậu bị điếc Bị mù Cậu không nghe, không thấy Cậu cứ cúi mặt cậu đi theo tôi còn nếu như mà người đó cứ nói hoài mà cậu nghe bước chân thì cậu vỗ tay hai cái là tôi hiểu cậu đang bị dông theo. Tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài. Chứ cậu đừng có trả lời. Cậu đừng có quay lại cậu kêu là ăn gì. Là là đêm hôm đó là mệt. À, và nếu xảy ra những trường hợp đó cậu phải nói tôi tôi giúp cậu. Cho nên từ đó về sau là Tân hạn chế đi riêng với mấy người đó. Tân sợ đi riêng lỡ hai thằng đang đi tự nhiên cái ai đòi ăn cơm của mình nó ờ à, ăn cơm với mắm với muối gì đó dẫn mình đi theo luôn sao đó là những chuyện tâm linh có thiệt đó bạn khi bạn vô nhà tăng lễ hay đi chung với thầy cúng bất cứ người nào cũng được hễ mà bạn nghe ai nói cho miếng cơm đi đối quá cho miếng cơm đi hay là thấy tôi đẹp không là tuyệt đối không trả lời hay là trong một cái đám đông đang cúng mà tự nhiên thấy một người cúi mặt không nói gì hoặc là úp mặt vô tường tuyệt đối không tới khiều không kêu không nhìn nữa từ đó cuối mặt chúng đi ra khỏi chỗ đó liền. Đó là những điều tối kỵ. Thì đây là một cái cặp đôi. À, họ không hiểu về cái phong tục cúng kiến của người xưa. À, với lại thật sự bây giờ bạn biết là để đi đặt hòm vậy cũng là hiếm rồi. Ví dụ những cái nước đó thì bạn biết diện tích của người ta không có bao nhiêu. ví dụ như Singapore đi. Cứ một người mà qua 70 ra đặt hòm ai chịu nổi. Đứt đầu chôn bây giờ người ta thiêu hết rồi. À cho nên cái phong tục đó bây giờ giới trẻ ta không hiểu. Có một cái khoảng cách rất là xa giữa người xưa và người trẻ. Ở khúc giữa là tuổi tân. <laughs> là cái khúc mà nó liên thông giữa người xưa và người trẻ. Thì tụi tân kể những câu chuyện này để cho ta gắn kết hai thời đại lại với nhau. Thấy không? Nhưng khi mình không biết là tại sao người ta lại như vậy vậy. Đó thì đây là một câu chuyện ma mà trong quá trình Tân đi làm ăn buôn bán Mình nghe những người bạn hàng mình kể lại thì tân đem tân kể các bạn nghe thật ra một cái chuyến đi buôn bán thì cũng vui nhưng mà sau những cái buổi nói chuyện gì tương đối sợ à, ngủ cũng khó tương đối sợ <laughs> tại vì họ kể thật quá đâm ra mình bị quýu ha thì mình kể cho các bạn nghe ai có kinh nghiệm gì thêm nữa về những chuyện đó có thể bình luận bên dưới hoặc là các bạn có thể vào cái fanpage của tân để cùng trao đổi các bạn ha. Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay? Cho tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like share và subscribe để kênh YouTube của tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ bye bye, Hẹp lại các bạn với câu chuyện lần sau. Bye bye.